Cho sống ít nước quên. Nước quên, cái nước vào. Chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Khuê Vlog của mình. Chào các bạn nha. Hành trình hôm nay bọn mình sẽ đi xuống dưới hồ các bạn. Đi thăm đồi cây. Hôm nay sẽ đi là phát cỏ đồi cây các bạn. Và một số anh em đã đi trước rồi. Giờ anh em mình bắt đầu hành trình, bắt đầu đi thôi nha. Hay còn cháu mình đi thôi. Kiếm món tao thuốc thủ. Hôm nay đi hồ và lên đồi chỉ ăn rau rừng thôi các bạn ạ. Món rau thun thủ. Lên đường. Các bạn ạ, đường toàn xuống dốc thôi. Đường này. Đây, cảnh hồ đấy các bạn. Bây giờ mùa này đang là mùa cạn nước. Mình chắc xuống cũng phải hơn tiếng các bạn. Đường trơn quá các bạn. Đến đồi cây. Mình em đi nhanh chứ nhỉ. Đây các bạn, cánh hồ đây. Nước cạn hết rồi. Mình mông mắt ngắt. Dân họ trồng toàn là cấy toàn ruộng. Ngô. Cây bồ đề các bạn. Chào các bạn nhá. Đây, Hùng Anh đang phát đôi cây này. Cây nhìn rộng. Các bạn ạ, mấy anh em kia đang phát đồi, mấy anh em tôi sẽ đi nhặt cái rau rừng, cái gì nhỉ, thum thủm à? Rau thum thủm. Mình không biết là cây này, thấy người ta nói bảo là cây này là cây thum thủm, không biết. Cái mùi của nó đậm lắm cái này. Chưa được ăn cây này bao giờ, lần đầu tiên các bạn. Đến đây đã thấy mùi rồi. Mấy anh em đang đi tìm cái cây này. Cái rau này đảm bảo là chỉ có gấy muối thôi. Thế người ta kể bảo là cái rau này mùi rất là hôi. Mùi thơm. Thơm à? Mùi hôi nhưng mà ăn rất là ngon, chưa được thử bao giờ các bạn. Rồi hôm nay anh em chúng tôi sẽ trải nghiệm cái món này xem thế nào. Phải không? Thế bảo là cái này nó có mùi hôi lắm. Anh trên kia mới phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đặc sản, món này là đặc sản đấy các bạn. Ở chỗ miền núi mới có đó các bạn. Không biết ở những vùng miền khác có món này không? Ở vùng mình thì món này là tuyệt vời đấy. Thế họ bảo đặc sản thì mình chưa biết, chưa được thử qua. Mình ít ăn cái món này, dường như là chưa ăn bao giờ. Rau này à, lê dốc lâu quá trèo dốc nghiền à, trên cao đây rồi. Bây giờ mấy anh em mình bây giờ tập bay đi. Các bạn ạ, đã phát hiện ra cái cây này, em đang trèo lên cao quá. Mùi vị thế nào? Các bạn, đấy, cây đây là cây thùng thùng hay còn gọi là rau hôi, rau dối gì đấy. Mùi ghê lắm các bạn. Trời ơi, quang cảnh ở đây cũng rất là đẹp, mùa mùa rất tinh tinh. Lắm. Đi một vòng các bạn mệt quá. Em kia đang nhặt ở bên kia. Cái này à, cái có nhỉ? Đây được ngồi túi rồi các bạn. Chiến lợi phẩm. Em rau thung thủng. Cái này mà bây giờ cho một nắm vào xong rồi vùi một cái chăn ai vào chưa cho trong một nắm. Đây. Giờ là một lúc sau rồi. Khóc luôn. Là sản Tây Bắc đấy. Chuẩn bị một ít trứng vịt lộn rồi. Tí sau món này. Cái này bây giờ không có đâu. Ở đây mình nhóm bếp. Không biết. Bây giờ đang luộc trứng. Bố tôi cá bắt đầu luộc ở mây đấy. Ây da.
các bạn ạ. Cái món trứng xào lá thum thủm nhỉ, lá hôi này đã xong. Mọi người tập trung đâu đủ hết rồi. Để đến bữa cơm trưa thôi nhỉ. Đúng rồi. Rồi, mời tất cả các bạn nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời các bạn nhá. Mời tất cả các bạn ăn rau hôi cùng rau thum thủm. Tất cả các em của bọn tôi nhá, để xuống như hồ đấy. Rau này nặng đô lắm. Rồi hồ. Mời nhá. Mời các bạn nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Tất cả mọi người anh thơm nhá. À, thôi. Thôi, thức rồi. Miếng đầu tiên. Thử miếng này xem nào. Miếng này rau hôi xào với trứng vịt lộn. Ngon này, ngon thật đấy. Trứng vịt lộn. Rau ôm trứng. Tôi vào đi. Ngon không? Bùi đấy. Nó bốc mùi rồi. Tuyệt vời. Đỉnh thật đấy. Nhưng mà nó nhẹ hơn là cái lúc tươi. Thế xào xong rồi. Ngon lắm. Cái này, cá này các bạn. Cái này những cái độn. Đầm đầm. Trứng chín này. Ngon đấy. Đây trứng vịt lộn, cái này trứng vịt đấy. Ăn đi, Tiến ăn đi. Sao đây anh nhỉ? Ăn trứng vịt lộn thì chặt ra. Cảm giác đi đồi xong là đến trưa này, đói này, ăn những cái món này rất là tuyệt vời nha. Thôi làm ngon cái cốc này. Người ta cốc thứ hai rồi. Ôi giời. Ê da. Tôi siêu cay bên này nhá. Bỏ ra. Bỏ nó ra. À. Ớt cỏ lắm. Ớt cũng cay rồi đấy. Cú làm lại. Không, quái cỏ lắm. Còn đây. Tí chiều. Rất là mạnh nha. Cái rau này ăn ngon đặc sản. Món đặc sản đó. Ăn đi bố đông ấy. Đặc sản đấy. Đặc sản. Cái tay nhỏ quá mà không được rửa. Trong miền Nam còn. Mời các bạn nhá. Ăn thử ăn món rau thum thủm cùng với mấy anh em con cháu mình nhá. Rau này rau ngon nhất Tây Bắc ấy. Rau này ngon, chỉ có miền núi mới có thôi. Hơi hôi mà mùi có. Rồi nếu mà ai đặt mua là đặc sản like vào kênh Hoàng Khuê Vlog nhá. Mùi đó thì mùi đó thì không thể tả được nhưng mà ăn thì ngon. Đặc sản đấy. Cái mùi nó kiểu quyến rũ không? Mùi nó khối đặc sản. Thấy chưa? Ăn mà ngon. Là bốn con nào cũng được đấy. Mùi mà xào cũng ngon đâu. Nấu lắm. Cả đấy. Cả đấy. Cả đây mà còn là rau nữa. Nó rau à? Bán hết thì không bán hết thì là tôm thủm. Chứ không bán hết thì là lấy khoảng độ 3 lạng nữa là bùi xay nhỏ ra là tìm không có đâu đấy. Có một chai thôi. Tí đi được mà đi bộ được mà. Xá là ven đấy. Nếu mà ai chưa được ăn rau này xào với trứng vịt lộn này. Quá tuyệt vời nhỉ. Tuyệt vời lắm. Cứ ai được ăn là mới nhớ, còn nhớ luôn đấy. Nghiện luôn. Còn nghiện đấy. Lúc chưa ăn thì sợ sợ đúng rồi. Ngoài xào với trứng nhiều này, xào với trứng nhiều này không có mùi được mà. Thum thủm này nhạt thủm quá. Thum thủm nhưng mà ngon. Ngon lắm, rau này ngon lắm. Chị ta bán cho tôi đi. Bán bao nhiêu hết. Rau này chứa xoài thận đấy. Quả trứng, cá đây. Xoài thận đấy. Ăn món đi chụp nhá, món đi bệnh viện chụp là khoảng độ 2 phân. Nhưng mà đau bụng. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ thưởng thức đây. Món rau thum thủm. Xem thế nào. Mời các bạn nhá. Nó cô động lại kinh quá. Lấy cái nóng lên ủi từ bên dưới. Vàng. Khô hôi đâu các bạn ạ. Thơm lắm. Nó chỉ hơi ngon ngon ngon. Thum thủm thôi. Quá là ngon ạ. Tuyệt. Ngửi xa đây hôi nhưng mà ăn quá tuyệt vời luôn. Các bạn đúng đủ đồ là cho anh chúng xuống nồi đi. Các bạn nào chưa được ăn thì mình để khuấy. Khuấy anh xào với rau này chín xong nhá. Liên hệ mình. Liên hệ. Bùi lắm. Lấy cái thì mình tưới cái trứng thì tưới. Là có ngay rau. Các bạn nào thích trải nghiệm món này thì hãy lên với mình nhá. Vậy mình ở Yên Bái các bạn ạ. Yên Bái huyện Lục Yên. Mà xào với trứng ung kia. Nói chung là cứ đất đa quý Lục Yên. Là có loại này đấy, ngọc Lục Yên. Món này hình như là có ông chú ở trong miền Nam cũng còn gọi điện để đặt ra cái món này các bạn. Mà này tuyệt lắm. Rau này chỉ có ở dưới này mới có. Cũng là lần đầu tiên được thưởng thức nhỉ. Ở dưới này bán lên đến đầu tấn rồi đấy. Quá nhiều rồi đấy. Nắm 20.000. Vừa lấy ra nó cũng tranh nhau mua. Áo còn bánh mì. Tôm đấy. Này. Đấy, tôm đấy. Thế kia bằng này mà cho cháu hey. Nhặt là cháu cả già luôn á. Mọi người, gà nặng con gà nó ăn đâu không ngon. Đúng tầm của nó thôi. Nhưng mà nhặt không được nó thì nghiền hết. Lấy cả già. Lấy nó ngon là cứ được rồi. Ngon. Đúng cứ biết. Cái lá già kia có ăn được không?
cái lá mà nó mở, mở rồi mà vẫn non đấy. Ừ. Nhưng lá già cái được ăn vỏ trứng thì dễ hơn cơm ấy. Chụp ảnh anh gửi cho bố vào. Hôm nay con đi thật rồi. Bạn ơi, món này ngon thật. Ngon lắm. Mọi người ăn. Ngon. Đi thuyền á. Nhiều lắm. Điên à. Cần thiết ạ. Mệt quá ai cho đi. Bây giờ phải có 11:48 thôi chứ. Mượn gì? Không biết sợ. Không biết sợ à? Mẹ nhìn cái thuyền bây giờ. Và hôm nào đi lấy về lại quá buồn luôn. Làm một khay trứng quá ngon. Khay trứng vịt lộn này. Xong rồi làm đúng cái này không thôi. Ăn mới được sướng. Trứng vịt lộn ăn với cái món rau này tuyệt vời luôn. Con thấy nó bùi mùi thật. Ngửi mùi rất là hôi nhưng mà ăn vào rất là ngon. Xào với trứng là không có mùi gì nhiều. Lúc đi Nhật rồi bịt mũi các bạn ạ. Bây giờ ăn tuyệt vời luôn. Các bạn cái này phải có ít trứng ung nữa cơ. Có ít trứng ung nữa là tuyệt vời luôn. Hôi, hôi với hôi nó lại ra không hôi. Trứng thủ mà. Đúng rồi, đuối. Và trứng... Một thời thôi. Bạn ơi, quá trình anh em ăn hết rồi. Video của mình tạm dừng tại đây thôi. Rau thung thủ hết rồi. Xin chào các bạn nha. Nếu mà các bạn thấy hay, thấy ngon muốn thử đấy thì cứ like vào kênh Hoàng Khuê Vlog. Sẽ ship hàng tận nơi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhá. Cảm ơn các bạn. Chào nhá. Thủ thì liên hệ với kênh Hoàng Khuê Vlog nhá. Nhưng mà phải đặt trước mấy ngày đấy mới có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn ở những video lần sau.